Phono TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 17 tháng 1 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn và gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận ngày 14 tháng 1 năm 2022, giá hồ tiêu tại sàn Kochi Ấn Độ đối với loại tiêu xô có mức giá là 505 rupee 1 kg và mặt hàng tiêu chọn với mức giá là 525 rupee 1 kg, ổn định trong phiên giao dịch cuối tuần. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, 1 rupee là 304,7 đồng Việt Nam. Hiện giá tiêu xô tại thị trường này có mức giá là 153.800 đồng 1 kg và mặt hàng tiêu chọn tương đương với mức giá là 159.900 đồng 1 kg. Với thị trường hồ tiêu trong nước, theo ghi nhận sáng nay, giá hồ tiêu trong nước đi ngang tại các vùng trồng tiêu trọng điểm so với phiên giao dịch trước. Năm 2021 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trở lại của ngành hồ tiêu Việt Nam. Giá tiêu xuất khẩu tăng là do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, chất lượng hạt tiêu được đảm bảo, nên trong năm qua, số lần bị khiếu nại về vấn đề dư lượng hóa chất tồn dư giảm nhiều so với các năm trước. Hầu hết các chuyên gia cũng như các đơn vị xuất khẩu và người trồng hồ tiêu đều có chung kỳ vọng là giá mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022, với dự báo tình hình xuất khẩu hồ tiêu sẽ tăng cao ngay trong quý 1 năm 2022, với nhu cầu thu mua ước tính gần 50.000 tấn, trong khi tổng sản lượng cả năm chỉ khoảng 150.000 tấn. Nhu cầu xuất khẩu năm 2022 dự tính là 240.000 tấn. Được biết, trong năm 2020, lượng xuất khẩu hạt tiêu tới 285.292 tấn, nhưng kim ngạch mang về chỉ 660,569 triệu USD. Năm 2021, lượng xuất khẩu giảm xuống chỉ còn 260.000 tấn, nhưng kim ngạch đã vọt lên 950 triệu USD, giảm 9% về lượng, nhưng tăng tới 44% về giá trị. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu được thu mua trong khoảng từ 77.000 tới 80.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, sáng nay ghi nhận ở mức 78.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ổn định ở mức 77.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu ghi nhận ở mức cao nhất là 80.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 79.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 77.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo Cục Xuất Nhập Khẩu, năm 2022, giá hạt tiêu thế giới tiếp tục được hỗ trợ do nguồn cung khan hiếm bởi tình trạng mất mùa tại các nước sản xuất chính, không chỉ ở Việt Nam mà ở Brazil, Indonesia. Theo đó, ngành hạt tiêu sẽ tiếp tục khai thác các thị trường xuất khẩu truyền thống, đặc biệt là Mỹ, thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 11 vừa qua, nước ta cũng đã nhập khẩu một lượng hạt tiêu lớn từ Campuchia, tăng tới 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 17 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.